Sao mua quần cho ba chưa? Xong chưa ba? Nè. Vậy rồi sao con? Mày vừa kỳ vậy? Kỳ gì trời ơi. Nè cài không vô nè. Trời ơi con gái ơi. Cái size quần của ba con không nhớ là sao con? Ủa sao kỳ vậy? Con nhớ là đúng size này mà. Trời ba mặc cái quần này mắc cười quá à. Nhìn cái bụng ba thè lẹ như là mấy chồng bụng bia vậy đó. Không dám bụng bia đâu, tôi tiêu chuẩn nó chưa hót nó hót. Biệt. Nói thấy không? Khó chịu lắm. Thiệt tình à. Không có quan tâm ba chút xíu nào hết à. Buồn ghê vậy đó. Thì có gì đâu, con đi đổi size khác. Làm gì đâu mà cằn nhằn thế ghê. Trời ơi. Bực mình. Có cái quần mà mua cũng không xong nữa con như cái. Con nói đấy không quan tâm gì đến tôi mà. Vô đi. Ông ơi ông trả con một sạc. Kìa. Ông bà khoan. Dạ. Mày coi đoán ông nhiêu tuổi. Đoán ông nhiêu tuổi hả? Ừ. Dạ chắc là hơn 70. Tao muốn chính xác. Chính xác chính xác nhiêu con đâu biết đâu. Trời ơi. Ra ngoài, ra ngoài. Ra, ra. Dạ ba, vợ con nói ba muốn đổi quần gì đưa được con đổi cho. Mà khoan, nhìn cho kỹ, ba bao nhiêu tuổi? Ba bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay chắc ba chừng 43 tuổi chứ nhiêu. Gì 43? Mặc vậy 43 tuổi hả? Hả? Bao nhiêu? Dạ 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 con muốn làm cho ba vui thôi mà. Hả? Giờ nói thiệt hả ba? Nói thiệt. Dạ chắc ba khoảng 73 gì. Chắc khoảng 73, ta muốn chính xác là bao nhiêu? Dạ vậy 75 đúng không ba? Trời ơi. Tao hỏi mày, mày hỏi là tao. Tao gì 75 mà hả? Tao ấp mày để đâu vậy? Có quan tâm đến tuổi của ba vợ mày không? Ra ngoài. Ra ngoài. Ra ngoài. Ba nhiều tuổi quá sao nhớ nổi. Cái thằng này. Ai da da. Chết mẹ, giọt mẹ rồi. Ai da. Ý. Dạ. Kêu mọi người xuống đây họp. Dạ. Có chuyện gì vậy ba? Vậy con sắp tới giờ học hả? Bữa nay á, ba họp tất cả mọi người trong gia đình lại để thông báo một chuyện. Chuyện gì vậy ba? Chuyện gì không? Ba tính là không nói. Nhưng mà càng nghĩ ba càng cảm thấy mình đáng thương ở trong căn nhà này. Sao tự nhiên ba lại nói vậy chứ? Không phải sao? Trong căn nhà này á, ba có cảm giác như mình là trở thành một cái người vô hình, con hiểu không? Ba nói kỳ à. Ba ngồi thù lù một đống đó, ở đâu ra mà vô hình? Trời ơi, con còn nói như vậy nữa hả? Hỏi con là con gái ở trong nhà mà mua cho ba một cái quần mũ không sống. Rồi thằng con rể, rồi mấy đứa cháu ngoại, có đứa nào nhớ tuổi chính xác của ba không? Ba này, cái chuyện mua quần không có đúng sai thì con đi đổi cái khác. Có gì đâu mà ba phải làm lớn chuyện lên như vậy chứ. Thôi đủ rồi. Hôm nay ba thông báo, đầu tháng 12 này ta sẽ tổ chức một cuộc thi kiểm tra đổ tú tài lần thứ nhất. Nhưng mà thi về cái gì mới được chứ ba? Thì nghe cái phần đề thi là hiểu rồi. Thi đổ tú tài lần thứ nhất là về cuộc đời của ba. Ba này, cả gia đình mình ai cũng bận rộn hết á, làm sao mà thi được chứ? Ba không có nói chơi. Kể từ hôm nay, ba sẽ thắt chặt kỷ luật ở trong căn nhà này. Ai thi mà điểm thấp á, thì biết tay ba. Ba kiểm cho thiệt không? Có cần phải gắt như vậy không ông? Rất cần đó con. Con không tin nổi luôn á, ở nhà mà cũng đi nữa. Ai thi điểm cao được thưởng, ai thi điểm thấp thì sẽ bị phạt. Ôi ba này thiệt á. Ông ơi. Ừ. Vậy tụi con có cần thi không ông? Hai đứa hả? Cần. Thì biết về ông á thì cũng tốt chứ sao? Dạ. Nhưng mà hai chị em á cần một đứa đại diện thôi. Dạ, vậy con thi. Ừ. Ba ơi, mình thi ở phạm vi nào hả ba? Nè, anh tính thi thiệt đó hả? Đương nhiên là phải thi rồi. Phạm vi cuộc thi là nói về cuộc đời của ba.
tài liệu tham khảo lấy trong cuốn hồi ký đỗ tú tài xuất bản năm ngoái. Mấy đứa phải đọc cho kỹ, làm cho tốt, hiểu chưa? Giải tán. Dạ anh chào cả nhà. Sách của ba tôi. Cuốn tự truyện để làm sách giáo dục thanh niên á mà. Tựa là gì? Tựa hình như là Tự truyện Đỗ Tú Tài, bàn phải rộng và thức ăn phải nhiều thì phải. Đúng. Nó đó. Cố gắng tìm giúp tôi nha. Cảm ơn. Anh, bộ anh muốn thắng cuộc thi của ba lắm hả? Đương nhiên rồi. Nhìn cách ba nói rồi nha, nếu mà ai đạt điểm cao chắc chắn sẽ được ba thưởng lớn, còn được ba thương nữa. Anh cố gắng để làm gì không biết nữa. Anh mà có ráng lấy lòng ba thì cũng giống như giả tràng xe cát thôi. Chỉ cần cậu ba không dự thi, chắc chắn anh sẽ đạt được điểm cao nhất. Cũng may mà chị không bỏ đi á. Nhưng mà chị lấy cái này ở đâu ra vậy? Em nhớ mấy tháng trước ở đây quá trời sách không? Chị thấy bỏ đi thì tiếc nên mới giữ lại đó. Không ngờ là có ngày còn sử dụng đến. Bộ chị tính học để thi thiệt hả? Thì đứng nhất càng tốt chứ sao. Cô ơi, cảm ơn con. Chào cả nhà. Sĩ. Dạ. Dạ, chú ơi, chú ăn sáng luôn nha. Chú ăn không nổi đâu. Nè, bộ mấy bữa nay em bận dữ lắm hả? Dạ. Không có thấy mặt đâu hết trơn à. Cậu ba. Dạ. Cậu ba có tham gia cuộc thi đỗ tú tài không? Cuộc thi đỗ tú tài nào anh? Cuộc thi đỗ tú tài là cuộc thi nói về cuộc đời của ba đó. Cái đó em không biết. Nhưng mà nè, thi gì thi, trừ mặt em ra nha. Nè, ăn sáng đi đã rồi đi ngủ. Em không nổi đâu, em ngủ chút đã. Thật. Chuyện gì? Dạ, ở trong cái cuốn tự truyện của ông á, trang 46 có chỗ con không hiểu không? Chỗ nào? Dạ, ông từng nói là ông có người chú làm kinh doanh vào lúc 7 tuổi, người đó tên Cảnh phải không ông? Đúng rồi. Nhưng mà trong trang 46 ghi là lúc ông 15 tuổi, ông mới gặp chú Sáu Cảnh lần đầu tiên. Chú sửa giày đúng không ông? Mẹ hỏi câu rất là hay, hay lắm luôn à. Thật ra đó là ông có hai người chú tên Cảnh hết. Cái người chú mà xuất hiện năm ông 15 tuổi á là chú Sáu Cảnh. Còn cái người chú mà xuất hiện năm ông 7 tuổi là chú Tư Cảnh. Hiểu chưa? Dạ, con cảm ơn ông. Ba, con cũng có câu hỏi muốn hỏi là ba. Nói. Ba nói với con á là lần đầu tiên ba đi bán chú chiên ở Hà Tiên là năm 16 tuổi. Nhưng mà sao trong sách nó ghi là 17 tuổi vậy ba? Vậy thì mình cứ lấy theo sách thôi chú. Con cũng thấy trong đó ghi 17 mà. Chính xác. Tất cả những tư liệu đều trong sách hết. Và đề thi cũng nằm ở trong sách hết. Hiểu chưa? Rồi, trong sách. Ba, con còn câu hỏi cuối cùng nữa ba. Rồi. Bây giờ hiện tại tên thật của ba là Đỗ Tú Tài. Vậy hồi nhỏ chắc tên thật ở trong giấy khai sinh của ba cũng là Đỗ Tú Tài luôn đúng không ba? Tao không ăn cơm luôn á. Không biết trả lời mày sao luôn. Chưa có câu trả lời. Đỗ Tú Tài chấm hỏi. Vậy là vẫn phải thi hả? Thiệt là không hiểu luôn á. Mẹ cũng chán rồi. Không có muốn cãi nhau với ông nữa. Cứ làm bài đại khái đi rồi nộp cũng được mà. Con không biết gì về ông luôn á. Con làm. Tại sao vợ ở nhà cũng với tiên chi? Ráng lên đi. Thôi quá mệt quá. Chị ơi, máu mũi chị chảy rồi kìa. Trời, con bị chảy máu cam rồi kìa. Ở đây nè. Chắc
chị học quá sức rồi. Con bé này học hành chăm chỉ thiệt chứ. Học bài tới nỗi mà không để ý tới sức khỏe. Công nhận phương án của bà cũng hay thiệt á. Chào. Con chào ông. Đầy đủ chưa? Đầy đủ rồi. Cuộc thi khoan, phát đề thi đi. Tôi tuyên bố cuộc thi Đỗ Tú Tài lần thứ nhất bắt đầu. Ông ơi, chờ con với ông ơi. Bây giờ mới đầy đủ. Chú ý, thời gian làm bài thi là 10 phút. Tôi tuyên bố cuộc thi Đỗ Tú Tài lần thứ nhất chính thức được bắt đầu. Chị sao rồi? Nếu mà không khỏe thì thôi nha. Chị không sao đâu, thi được mà. Ông ơi, lần đầu tiên con mới nghe bài thi này, con chưa chuẩn bị gì hết, sao con làm được ông? Không sao đâu con, làm đi ha. Nè, tôi cảnh cáo tất cả những thí sinh nào mà quay cóp là sẽ bị đánh dấu bài thi và bị đình chỉ thi. Ba này, mấy cuộc thi này mà cũng sợ anh ta cập dê. Ồn ào quá, làm bài đi. Dưới đây, hình nào là hình chụp Đỗ Tú Tài vào lúc 20 tuổi? Hãy chọn hình đúng. Điềm báo trong giấc mơ của Đỗ Tú Tài khi có em bé là gì? Hãy chọn câu sai. Ông ơi, con xong rồi ông. Lẹ gì? Xong bài thì cứ ra ngoài. Ba, con xong rồi nè. Ba hài lòng chưa? Nhiều chuyện quá à. Xong bài thì ra ngoài. Ông ơi, con xong rồi. Ra ngoài. Đề khó thiệt á ông ơi. Rồi, ra ngoài. Còn 5 phút. Đỗ Tú Tài thích nhất cơm gì? 1. Cơm gạo dẻo nấu nhiều nước. 2. Cơm gạo mềm nhưng chỉ nấu ít nước. 3. Cơm gạo tẻ được trộn với gạo nếp. 4. Cơm nấu bằng loại gạo cứng. Dạ ông ơi, con xong rồi. Rồi. Rồi, ra ngoài. Hết giờ. Con xong rồi. Rồi, giỏi. Ngoài câu hỏi về hình ông lúc còn trẻ thì tôi không làm được câu nào hết. Câu đó tôi cũng bó tay luôn. Càng nghĩ tôi càng thấy cái nhà này kỳ cục thiệt. Em à, câu số 8 hỏi loại cơm mà bà thích nhất đáp án là câu số 2 đúng không? Sao cười? Em không biết, làm sao mà biết được. Câu đó câu số 3 mới là đáp án đúng đó chú. Phải là câu số 2 mới đúng. Cơm gạo mềm ít nước mà. Dạ, tại ngày nào con cũng nấu cơm cho ông nên con biết mà. Đừng có cãi chú. Con là con rể hay chú là con rể? Chú bên ông chú phải biết chứ. Đáp án là câu số 2 cái gì? Anh thiệt tình á, con vậy con nghe lộn nữa. Y như con nít vậy. Đang thảo luận mà. Bà ra tới kìa. Xin chào. Dạ chào ông. Các trò ngồi xuống. Bây giờ hôm nay là ngày giờ để công bố kết quả. Trạng U đâu rồi? Ba này. Dạ, ảnh ra ngoài rồi ông ơi. Cái thằng tối rồi còn đi đâu nữa. Thôi kệ nó đi. Bây giờ công bố. Người mà bét lớp có hai người. Đó là Lam Chi và Trạng Nguyên. Sao thi cái gì cũng bét hết trơn vậy trời. Thôi đừng có buồn nữa con. Không sao. Cầm cho con Trạng Ngu. Rồi. Đứng hạng tư được 4 điểm. Đó là Kỳ Quang. Không tin con kế chót luôn á.
6 điểm hạng 3 đó là ai? Đó là Đỗ Thám Hoa. Mang tiếng con gái trong nhà mà làm bài dở quá. Ba này 6 điểm là cao rồi đó ba. Người cao nhất đây, người xuất sắc nhất, đó là... Mày đứng lên chi vậy? Ngồi xuống. Là Tâm Ý, 10 điểm. Ồ. Chị được 10 điểm. Dạ, con cảm ơn ông. Vậy đáp án của câu số 8 là cơm gạo nếp trộn với gạo tẻ hả? Lý ra đó là ông phải làm một cái chiếc cúp ông tặng cho con, nhưng mà không có thời gian. Thôi thì ông sẽ tặng cho con 5 triệu. Hả? 5 triệu luôn hả ông? Dạ, Tâm Ý sướng thiệt nha, 5 triệu là... anh làm cái gì? Bình tĩnh đi. Bởi vì sao? Bởi vì con là người ngoài, nhưng mà con làm bài quá xuất sắc. Lý ra là con phải là một thành viên của cái gia đình này, phải được dựng tượng để mà chứng ở phòng khách. Nhưng mà thôi, cái đó không quan trọng. Đây, thiết thực nhất đó là 5 triệu cho con. Dạ, con cảm ơn ông. Nhờ con chăm chỉ đọc cuốn tự truyện con, cho nên con mới làm tốt vậy đó ông. Rồi. Dạ, con cảm ơn ông. Vỗ tay. Chú Ngọc ơi, chú Ngọc đừng có buồn nữa. Mặc dù bây giờ mình đứng thứ hai, nhưng sau này mình sẽ đứng thứ nhất thôi. Con tin chắc chú sẽ được dựng tượng mà. Cố lên chú. Chắc chắn lần sau chú sẽ đứng thứ nhất. Chú sẽ lên một vinh danh và được dựng tượng. Người ta chết mới được dựng tượng của con đây. Vỗ tay cái nữa. Vậy ước mơ của chú Ngọc trong cuộc thi lần thứ hai đã không xảy ra. Bởi vì đề bài cho cuộc thi lần thứ hai là những vấn đề khó hơn lần trước nhiều, và còn một trở ngại nữa. Dù rất bận rộn với công việc, chú sĩ vẫn cố gắng sắp xếp thời gian tham gia. Bà ơi, con đâu có cố ý đâu. Cọc dê bài của người khác, ra ngoài. Trong cuộc thi lần thứ hai, chú Ngọc đã bị mất mặt với điểm không tròn chỉnh do quay cớp trong lúc làm bài. Sau hai lần tổ chức, cuộc thi đã không được tiến hành nữa vì cạn kiệt kinh phí. Chẳng còn thời gian để...